Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay Hoàng Dung lại mua một chiếc SH150 ABS cho một anh đẹp trai. Anh ơi, con xe này là chính chủ tên anh đúng không anh? Đúng rồi, chính chủ tên em. Anh cho em xem là con xe này đi bao nhiêu cây nhỉ? Em quay gần đây cho chị cái. Con này anh đi mua từ năm bao nhiêu anh? Mua 2021. Đây, hiện tại là tổng km là 4.811 cây nha anh em nhá. Em quay một vòng cái từ cái công tắc này. Em quay một vòng không? Con xe này anh dán ni lông không? Có dán phun xe. Phun xe luôn anh em ạ. Phun xe luôn. Xe có 4.800 cây của một anh Nguyễn Duy Mạnh nha mọi người nhá. Hiện tại là anh đang ở Xuân Đỉnh Từ Liêm. Quên Xuân Đỉnh. Đúng rồi. Xuân Đỉnh Từ Liêm. Đấy em quay một vòng chiếc SH150i ABS nhá mọi người nhá, 150 ABS. Đấy. Lúc nãy cũng anh em cũng đúng không? Em ơi. Lúc nãy anh em có trao đổi với nhau rồi đúng không? Vâng. Con xe này bây giờ anh bán cho em bao tiền nhỉ? Em bán cho chị là 98 triệu. 98 triệu anh em ạ, mặc cả mãi hay là xuống cho em triệu đi. Xuống cho em 1 triệu nữa nhá. Đấy. Anh chủ xe không nghe. Mọi người anh chủ xe không nghe. Hay là bây giờ anh bớt cho em 1 triệu. Nhá. Được không? Chúng là chị em mình đã thảo thuận nãy giờ thì là chốt là phương án là 98 triệu. Kể là mình lên like này mà để nói chuyện với ông anh mà bớt thêm triệu nữa thì ngon, nhưng mà anh nhất định không bớt mọi người ạ. Ok anh. Hiện tại là Dung vừa có làm giấy tờ trong nhà xong rồi, nên Dung đang nhờ anh là anh chủ xe. Anh xe này anh có giữ gì không anh? Chung xe em bị ít thì giữ gì nữa. Thực ra là xe 4.800 cây không gì để chê anh em ạ. Xe dán ni lông cả xe. Đấy, hiện tại là chủ xe đang mua trực tiếp với chủ xe nhé mọi người nhá. 98 triệu chiếc xe này. Ok anh, chốt với anh con xe này là 98 triệu. Vâng, 8 chị. Em cảm ơn anh nhá. Vâng, em xin phép giúp mic. Ok, anh em ơi, thực ra chiếc xe này là 150 ABS. Rất mới, 4.800 cây thôi. Đấy, em quay cho chị lại một vòng nữa. Đấy. Xe đang dán ni lông cả xe nhé mọi người nhá. Ni lông cả xe, nhìn cái độ mới của nó này. Xuất sắc, mới này. Đấy, anh em đang chụp ảnh. Đấy, anh đang mua Blade đấy. Ok, em quay lại cho chị xin một vòng của chiếc Blade chạy 4.800 cây nó làm sao này. Đấy, em nhìn độ 4, em nâng cao lên. 4.800 cây nha anh em nhá. ABS hiện tại là sang xe đang dán kín ni lông cả xe, không đấy, sổ thôi cái phanh chống ngã này mọi người ạ. Em nâng cao lên mới nhìn thấy. Đây. Cái độ xuất sắc của xe 4.800 cây nó thế nào anh em nhá. Đấy, dán ni lông cả xe. Tại sao em không bấm được cái này nhỉ? Cái tại em là có cái móng tay em không bấm nổi. Em bấm hộ chị khác. 4.800 cây anh em. Rất mới. Đấy, hiện tại anh ơi thì lấy đồ nhá. Đây, đồ của bác chủ xe. Đấy, hiện tại là 4.800 cây, chính chủ là đang lăn vân tay mọi người nhá. Đây, vân tay đầy đủ hết, không thiếu một thứ gì đâu. Đây, em quay lại một vòng với chị đi. Mà anh em biển số, biển đẹp. Đấy, biển đẹp mọi người nhá. Ở đây biển 29L5482888. Ra là đăng ký với những chiếc xe SH mà bốc được cái biển nó đẹp đẹp như này thì cũng không phải là nhiều đâu anh em ạ. Đây là buổi chiều nha anh em nhé. Chiều 150 ABS mà đời 20, đăng ký 2021. Em hãy quay cho chị cái năm sản xuất. Đấy. Anh ơi, còn chìa khóa nữa nhá, gương nữa đâu anh? Cho em xin chìa khóa với gương đầy đủ giúp em nhá. Đây. Đây là bác chủ xe đấy. Con này em cộng 4 triệu nha anh em nhé. Mua 98 triệu rồi, cộng 4 triệu. Anh chị em nào đang muốn sở hữu những chiếc xe 150 ABS thì inbox trực tiếp bên mình nhá. Ok. Tiếp theo em giới thiệu một chiếc xe IB của Yamaha. Thực ra cái dòng này thì em cũng không chuyên lắm, nhưng mà lúc nãy ngồi thử tí đi nó đẹp. Yamaha nhá, IB em quay chị một vòng. Con này đăng ký 2017 mọi người ạ. 125cc. Đấy. Công tơ. Đăng ký 2017 nhá anh em nhá. Đấy. IB của Yamaha, biển số 29C165151. Ôi biển đẹp quá. Nay anh em toàn chơi biển đẹp thôi mọi người ạ. Em nâng cao lên, em nâng cả cái khung hình này nó sẽ như thế, nó sẽ có độ ấy. Đấy, em quay cho chị cái củ máy này. 2017 nhá mọi người nhá, xe rất mới. Đấy, em quay xong em quay lại một chiếc một vòng này. Gương này, úi giời. Hai bên gương win.
Đây em quay cho chị cái độ công tắc này, công tắc này, công tơ này. Đấy, công tắc này, công tơ này. IB của Yamaha, con này mới nó cũng mấy chục cây đăng ký, như là năm mấy triệu anh em ạ. Đấy, con này 2017 nha anh em nhé. Con này bên mình đang bán ra với giá là 29.500. Đấy, anh chị em là đang muốn mua những chiếc IB máy chất lắm, đang nổ đấy. Ok, anh chị em là đang muốn sở hữu những chiếc xe IB như thế này, inbox trực tiếp, biển cũng đẹp nhá, 29C65151. Em quay lại một vòng cho chị xem nào. Đấy, quay lại một vòng này. Đấy, hộp xích này, da máy này, da máy rất đẹp, da máy chưa xước xát một xíu nào luôn. Đấy, da máy rất đẹp nha mọi người nhá. Bật cho chị cái công tắc điện em ơi. Đây, pha kính này, pha kính này, gương lược này, tất cả mọi thứ rất đều xe này. Đấy, ok nhá, con này bên mình đang bán ra với giá là 29.500. Anh chị em nào đang muốn sở hữu chiếc IB đẹp đấy, 2017, inbox trực tiếp cho xe máy Hoàng Kiên nhá. Tiếp theo một chiếc siêu phẩm, siêu phẩm vừa về tại cửa hàng. Cất đồ chị cái này vào trong nhà. Đây, cất đồ chị cái này vào trong nhà này. Siêu phẩm vừa về tại cửa hàng. Win 2000, Win Indo anh em ạ. Win nha mọi người nhá. Đấy. Em nổ cho mọi người nghe nhá, lúc nãy em vừa đi rồi. Máy nguyên. Máy nguyên Win Indo 2000. Đây, đầu bò này. Đấy. Em quay cho chị xin một vòng. Đang nổ nha anh em nhá. Đấy, ra máy này. Ra máy này, em quay đi. Ok. Con này anh em ơi, biển 19 nhá. Đây, em quay cho chị con này. Con này là biển 19H28263 nha mọi người nhá. Ok, con này là đời 2000. Win này đời 2000 anh em ạ. Anh em muốn sở hữu những chiếc xe Win đẹp, cứng cáp, máy chất thì đến với xe máy Hoàng Kiên đây. Đã đăng ký đây. Đấy, đăng ký 2000 nhá. 19 tháng 6 năm 2000, biển 29. Chủ là Ngô Bá Thọ. Đấy. Đoan Hùng Phú Thọ. Sợ. Đoan Hùng Phú Thọ anh em ạ. Đấy, đang nổ, vẫn đang nổ. Quay kỹ cho chị này. Quay kỹ cho chị vành bánh năm nay này, thụt này. Đấy, thụt này. Gáo này. Gáo này, nắp xi nhan này. Đấy. Mặt đồng hồ này. Quay lại, quay cong ra. Đấy. Tay nắm tay phanh này. Đấy, một vòng máy đang nổ anh em ạ, thút thít không. Bình xăng này, bình xăng vẫn đang dán ni lông anh em ơi. Đấy, bình xăng này chủ xe đang đang dán ni lông nhá. Hiện tại bình xăng đang dán ni lông này. Đấy, em quay cho chị lại một vòng này. Đấy, ra máy nhá mọi người nhá. Đấy, hải như cật cù này, để chân này, với cây chân trống này, cật cù này. Nắp hậu này, nắp xi nhan này. Đấy, em quay lại cho chị một vòng bên kia bên này. Đấy, bô beo này vẫn đang nổ nha anh em nhá. Thụt thò này. Đây em quay cái Meyer. Đấy, Meyer này. Đấy, Meyer nhá. Em quay đều xe thôi. Giới thiệu dòng này em không chuyên lắm. Các bác thông cảm, em con gái em chỉ làm được thế thôi. Gì nhở, ra máy ra côn nhá anh em nhá. Đấy, gật cần đạp này. Đấy, cần đạp nó vẫn còn thế này. Tay này. Đấy. Bọn xe vẫn đang nổ nha anh em nhá. Kỳ luôn anh em, máy chất lắm. Em vừa lượn vòng rồi anh em ạ. Máy chạy lướt những người lên. Ok, chiếc xe này bên Hoàng Kiên đang bán ra với giá là 62 triệu. Anh chị em đang muốn sở hữu những chiếc xe Win đời 2000 nhá, anh chị em inbox trực tiếp nhá, giá hợp lý đấy. Hôm trước con vừa rồi về là bên em bán 70-80 triệu cơ. Con này cộng mấy triệu này, em nhìn cái nắp bình xăng, cái bình xăng này vẫn còn đang dán ni lông cả xe luôn nhá mọi người. Đây là cái công tắc, anh em nhìn cái công tắc này, cái này là bẩn thôi nhá, nâng cao đi. Đấy, đấy nâng cao lên mới nhìn được công tắc. Cái tay nắm này nó bẩn thôi nhá. Đấy, công tắc này, công tắc bên này. Đấy, tay phanh tay tiếc này chỉ bẩn, ni lông tay nắm ok, rất xe rất chi là ok nha anh em nhá. 62 triệu chiếc xe Win đời 2000. Anh chị em nào đang muốn sở hữu những chiếc xe Win đẹp, IB đẹp, SH đẹp, inbox trực tiếp bên mình. Thực ra bên mình có rất nhiều các dòng xe nha anh em nhé. Hiện tại là mới về là dùng quay vậy thôi. Còn là hiện tại này, xe SH này, 82 SH Dream. Rất nhiều tất cả các dòng xe bên mình về. Nhưng những cái dòng xe nào nó đang còn độc thì Dung sẽ quay chi tiết cho mọi người và giới thiệu những xe vừa về cho mọi người nhé.
Đấy. À, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. À, mọi người đã muốn mua xe, muốn sở hữu những chiếc xe đẹp, inbox trực tiếp cho bên xe máy Hoàng Kiên nhé. Và Hoàng Kiên luôn luôn muốn mua những chiếc xe đẹp để về đây để trưng bày tại tại thành Thăng Long, Hà Nội. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.